các bác, đi lại đi thăm vườn Bà Vững. Một ngày bán tỷ bạc tiền cây. Cây túc. 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 Vẫn còn vào dây. Úi giời, có con ếch ương ngủ say thế. Nè, nó nhìn xem. Kinh không? Đó, ngủ ngay cây đêm này. Ông này, ông ngủ ngay cây đêm này. Mua cây này để cho con này đấy. Ô, bắt đẹp. Đấy. Dáng hình con nhái bén luôn. Thấy không? Cái hoa sữa này nhiều tiền đó bà ơi. Bà Vững ơi, hoa sữa này nhiều tiền không? Cái hoa sữa này này. Cái sữa cổng là dáng cổng làng 5 triệu. 5 triệu. Hoa thơm ngào ngạt. Dáng cổng làng. Hoa thơm ngào ngạt. Nhà tôi bán là có lãi nhưng mà lãi ít. Ừ. Tưởng bán không có lãi. Có chứ, không lãi cái gì cuộc sống. Nhưng mà toàn những cây là những cây mà người ta lạ, người ta không có, mình có. Người ta không có. Lạ nhất trên đời là mình có hết. Đúng. Đấy. Đấy, một cây hoa sữa cái lạ. Cái ổi to, cái ổi to đùng trong kia là bao nhiêu tiền nhỉ? Cái ổi đây thác đổ. Đấy, để vào xem tí xong tí quay chi tiết. Trồng. À chưa trồng à? Vừa nãy nhìn thoáng thoáng. Đấy dáng thác đổ. À. Alo. Cái này mấy tiền đấy bà? À đây, cái lộc vừng hoa trắng này. Lộc vừng hoa trắng này. Bán rồi, em có nhiều cây khác chứ. Em từ ngày đợt ấy là em bán lâu. Hoa trắng. Cây lộc vừng này bán 2 triệu. Ừ. Lộc vừng hoa trắng 2 triệu. Nhiều cây đẹp lắm. Ổi nha. Ổi này thì nếu mà dựng lên thì có cao khoảng 2,5 mét. Ui trời. À, ở bãi lên đây chứ không phải là đây, cây cây tử đây. Xin lỗi sờ vào đây tí, nhưng mà cây tử đây. Cây này mà để bạc an dài thì đẹp, nhưng mà với tội là chỉ được cái dáng đẹp thôi, chứ còn chân bệ thì không có. Ổi như thế thì được rồi, chứ còn siêu phẩm quá cũng khó, siêu phẩm quá thì lại nó lại ra đi rồi. Tất nhiên nó còn thô nhưng mà còn phải làm, nhưng mà làm được, cái này làm thì làm được. Khách hàng gọi giao dịch suốt. Đấy, rất nhiều hoa này, hoa này. Ủa này thì dễ có hoa lắm, đây đây đây. Có hoa có quả ngay. Đây, chắc đang định cho vào cái chậu này. Những cái đồ này nặng lắm, xi măng này nặng lắm, cái to thì phải chịu thôi. Cho cái này nó không hợp lắm, cho cái an dài ấy để theo hình cái tán ấy thả nước được tốt, nhưng mà thế thì tốn diện tích lắm. Đó, chậu này cần trồng tùng, trồng cái kia rồi mà bán một mẻ to thì là đầu tư á, đầu tư chậu trước á, làm ăn lớn hơn cả doanh nghiệp đấy các bác. Các bác nhiều khi dành giám đốc doanh nghiệp không làm ăn tốt bằng các bà ấy. Doanh thu mỗi ngày rất là kinh khủng. Đấy, đằng này là một khu đủ các thể loại. Con này biết chưa, đa bút đỏ to quá. Cái me này đẹp thì bán rồi nhưng người ta chưa lấy. Cái me này khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp. Đấy, sâu thăm thẳm cái này. Đủ các thể loại. Đấy, cái me này tôi cũng thích cái cây me này nhưng mà bán rồi. Nhiều lắm.
tùng. Xin phép là không quay kỹ được từng cây của nó nhiều, toàn cây to. Ok. Đây như đây có cái cây long rất là đẹp. Long La Hán rất là đẹp. Đấy, chân vệ nhé. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái long bên này chắc đuôi này cũng trăm. Cây này thì đẹp hơn cây bên này. Vệ xấu hơn. Bệ đẹp hơn. Còn lại tán tầng thì nhiều lắm. Này, lộc vừng hoa trắng này. Lộc vừng hoa trắng này, hoa nó to lắm. Lá nó cũng to. Nó như hoa sa la. Mẫu đơn. Mẫu đơn rất là to, đơn ta. Đơn ta đơn nhu. Có cái gì nó bê được không để nghiên cứu. Hoa sữa cũng lạ, một cây hoa sữa dáng cũng lạ. Dòng hoa sữa này thì trồng cũng rất dễ sống luôn nhé, nó khỏe vô cùng, rất dễ sống, dễ sống lắm. Thậm chí cắt cái cành này dâm xuống nó cũng sống. Đó. Chịu hạn tốt. Có cái cây lạ lạ này thì không biết bà lại điêu mất rồi, đang hỏi giờ cái cây ổi. Tất nhiên cái ổi chắc ít người có thể chơi được, nó to ra là nó chưa ổn định chậu. Đây cái cây hoa dần dần này. Dành cho các bác nào chưa biết cây hoa dần dần thì nó hoa nó đây, nó nở nó rất tàn rồi, thơm lắm, rất là thơm, có hoa có quả. Sâm hương to đấy, sâm hương to ít lắm. Bà chủ ấy đi đâu mất giờ rồi. Thấy chưa, ông này vẫn đang kiểu như say sữa, ngồi rất tít. Đây cái sâm hương này đẹp, sâm hương này vệ. Tất nhiên nó không được nhiều nhưng nó có thứ diện, nó đều có bệ. Đấy. Và dáng nó cũng nghệ thuật. Cái sản hương. Người nó có mùi thơm mà các bác. Cứ động vào lá nó mùi thơm, nó mùi. Thực ra nó cũng không hẳn là mùi thơm mà nó hơi có một chút hăng hăng và dễ chịu. Đấy. Nói chung là nó có mùi chứ không như những cái lá khác, nó nặng mùi hơn những cái lá khác. Và nó cũng gần như mùi gần giống mùi lá bưởi. Gần giống các bác. Đây. Vật chậu để lên tùng La Hán đây mới. Hàng mới. Xanh. Bên kia là vườn khác nhé. Đấy, như cũng như đi vào rừng các bác làm nhà của mình thế này. Chứ bà cũng không có thời gian mà bà đi theo mình mà báo giá từng cây một. Ôi đây. Đấy. Đây là một con cây nữa. Đấy, tiếp tục này. Nuôi 5 năm nữa thì bệ nó côn lại, nó bệt lại thì lại đẹp thôi. Tất nhiên là phải có thời gian. Cái đẹp thì phải có thời gian thôi. Không thể nào mà một sớm một chiều được. Bộ hàng bộ đề đấy, bộ lâm vồ đúng hơn, không phải đề đâu các bác.
là lâm vồ, cây họ nhà đề đề cứ gọi là đề bồ đề thôi chứ nó là cây lâm vồ. Bồ đề đuôi nó rất là dài, đuôi lá rất là dài. Rồi, để sang nhà bọn mình xem có cái gì không. Anh nha. Cảm ơn các bác.